Con làm cái trò gì vậy hả? Mẹ ơi, ba đánh con đau quá. Ba ơi, ba đừng đánh con nữa. Thôi nãy con gửi cho mẹ. Xin chào đón quý vị trở lại với chương trình đọc truyện với Hồng Loan. Thưa quý vị, Hồng Loan rất cảm ơn quý vị trong thời gian vừa qua đã đăng ký subscriber cho Hồng Loan Channel cũng khá là nhiều. Đó là một động lực rất là mạnh để mà Hồng Loan có thể tiếp tục làm thêm những chương trình hay, vui và hấp dẫn hơn nữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì nhân dịp là Father's Day, Hồng Loan muốn gửi đến quý vị một câu chuyện về một người cha mà dân gian mình thường hay gọi là gà trống nuôi con. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nỗi đau của người cha và sự khó khăn của người cha khi mà phải chăm sóc con nhỏ khi không còn người vợ ở bên cạnh mình nữa. Mời quý vị hãy đến với câu chuyện của Hồng Loan sau đây. Có muốn mẹ ôm con được không mẹ? Lại đây mẹ ôm con. Mẹ ước gì được ôm con hoài như vậy. Mẹ ơi, sao mẹ nói vậy? Bởi vì một ngày nào đó mẹ sẽ phải xa con. Mẹ ơi, tại sao vậy mẹ? Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi. Mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ sẽ không bỏ con. Dù mẹ có đi xa, rồi mẹ sẽ thành fairy. Mẹ lên thiên đàng. Lúc nào mẹ cũng bên con. Con không chịu đâu. Con mới muốn mẹ thành fairy. Con muốn mẹ ở ngoài với con à. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Vợ của anh qua đời vì một căn bệnh nan y đã 4 năm rồi, khi con gái mới tròn 4 tuổi. Một buổi tối khi anh đi làm xong, rước con gái về nhà, vì quá mệt mỏi nên vừa vào nhà anh đi thẳng lên phòng tắm để tắm rửa cho khỏe. Nhớ ngày trước khi vợ còn sống, ngày nào đi làm về cũng được cô ấy chờ đón anh với bữa cơm canh nóng hổi. Ăn tối xong, vợ chồng và con gái quấn quýt đùa giỡn với nhau, tiếng cười nói vang cả ngôi nhà. Nhìn gương mặt dịu hiền của cô, tiếng cười khanh khách của con gái, mà bao mệt mỏi của anh dường như tan biến hết. Vợ chỉ còn một mình bao năm qua, vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc, đưa đón con gái. Ngôi nhà vắng lặng đã bao lâu rồi, thiếu vắng tiếng cười. Đôi khi anh cảm thấy mình dường như kiệt sức. Tắm xong, anh liền lên giường, định là nằm nghỉ ngơi một chút. Vừa đặt lưng xuống giường, trời ơi, cái gì vậy nè? Dở cái mền lên. Hóa ra trong cái mền có một tô mì nằm lăn long lóc, đổ tràn ra ướt cả cái giường. Thừa biết thủ phạm là ai, tức mình quá, anh liền chụp một cái móc quần áo, chạy ra ngoài đánh cho đứa con gái một trận. Con ăn uống cái gì mà bỏ đầy lên giường ba vậy hả? Con gái vừa khóc vừa nói. Con đuối bụng quá, con không có gì ăn, nên con nấu mì gói. Nghe ba dạy, không có được xài bếp ga, nên con lấy nước nóng trong cái bình pha cà phê của ba. Một cho ba, một cho con. Con muốn surprise dinner trong bếp của ba, nên con giấu mì trên giường để ba tắm xong. Ba cố ăn liền. Anh bỗng thấy đau nhói lòng, nước mắt chực trào ra. Anh không muốn đứa con thấy mình khóc, nên vội vã lao vào nhà vệ sinh. Có lẽ nỗi đau dồn nén từ bao giờ
mà nước mắt của anh cứ tuôn xuống như mưa. Anh khóc, khóc như một đứa trẻ. Khi bước ra ngoài, anh mở cửa phòng con và nhìn thấy nó đang trong bộ quần áo ngủ, ngồi trên giường mà tay đang cầm bức hình của mẹ nó, khóc thút thít. Mẹ ơi, ba đánh con đau quá. Sao mẹ không có dạy với con? Mẹ không có thương con nữa. Mẹ bỏ con luôn rồi á mẹ. Mẹ ơi. Nhẹ nhàng đến bên giường, ôm con gái vô lòng, anh nói: Con à, ba xin lỗi con. Ba đi làm về mệt mà bị tô mì gói làm ướt hết, nên ba nổi giận. Ba đánh con đau lắm không con? Ba xin lỗi nha, đừng có giận ba. Biết ba làm mệt mỏi nên con muốn giống mẹ chăm sóc cho ba. Con gái ngoan lắm. Giờ ba đói bụng rồi, hay con làm tô mì gói khác cho ba nha. Dạ ba chờ chút. Có liền. Nói rồi con bé hí hửng chạy xuống bếp. Anh chạy theo, đứng trong góc nhà nhìn con bé. Dường như con gái nó già đi trước tuổi vì phải biết tự chăm lo cho mình từ khi còn bé. Nhìn con, anh bỗng nhớ tới hình dáng của vợ mình. Ba ơi, xong rồi, ba ăn cho nóng nhà ra. Anh ngồi xuống bàn, con bé ngồi kế bên, nhìn anh một cách trìu mến. Trong đời, anh chưa bao giờ được ăn một món mì gói nào mà nó ngon như vậy. Kể từ đó trở đi, anh chăm sóc con tận tâm hơn, chu đáo hơn. Vậy mà một năm sau, anh lại đánh con bé một trận nữa. Hôm đó thầy giáo gọi điện báo rằng đang giờ học mà con gái trốn đi đâu mất. Thầy cô nhốn nháo đi tìm khắp nơi mà không thấy con bé đâu. Anh lo quá, vội xin nghỉ, chạy tìm con khắp chốn. Sau vài tiếng đồng hồ đi tìm, anh chợt thấy con bé đang đứng trước một cái bưu điện gần nhà. Vậy là tức mình quá, anh đánh cho con bé một trận. Con nhỏ không nói gì, không một lời giải thích, chỉ khóc và nói: Dạ con xin lỗi. Vài hôm sau, anh nhận được một lá thư từ bưu điện, nói rằng nhà anh đã bỏ hàng trăm các bức thơ không viết địa chỉ vào cái hòm thơ của bưu điện. Cuối năm là lúc bưu điện phải làm việc bận rộn nhất, cho nên việc này gây ra rất là nhiều phiền phức cho họ. Anh lập tức gom hết những bức thư bị trả về, ghi tên người gửi là con gái của mình, ném trước mặt con. Con làm cái trò gì vậy hả? Con nhỏ vừa khóc vừa trả lời: Ba ơi, ba đừng đánh con nữa. Thơ này con gửi cho mẹ. Anh thấy khóe mắt mình cay cay, anh hỏi con: Nhưng mà tại sao mà cùng một lúc mà con gửi nhiều thơ dữ vậy? Những lá thơ này con viết thực kỳ con mất mẹ. Hôm kia con mới tới được bưu điện nên con gửi hết cho mẹ. Anh nghe xong tâm trạng rối bời, không biết nói gì với con. Tội nghiệp con bé, mới mấy tuổi đầu đã không còn mẹ. Là một người cha, anh chỉ biết chăm lo cho con đầy đủ những thứ con cần, nhưng anh không biết cách nói chuyện với con, chia sẻ với con, chăm sóc lo lắng cho con tỉ mỉ như một người mẹ. Biết làm gì để bù đắp cho con đây? Một lát sau, anh vuốt đầu con gái và nói: Con à, mẹ của con giờ đang ở trên thiên đàng. Sau này con viết thư xong, con hãy đốt nó đi, thì mẹ con sẽ nhận được. Tới tối khi đã ngủ, anh mở những bức thơ đó ra xem.
coi con nó muốn nói gì với mẹ nó. Chọn đại một bức thơ, anh mở ra xem. Mẹ yêu của con nhớ mẹ lắm. Tối nào ngủ, con cũng muốn mơ thấy mẹ. Rồi một lá thơ khác. Hôm nay ở trường con có cuộc đi hát với mẹ. Nơi con hồng có mẹ, nhìn mấy bạn ai cũng có mẹ, mong buồn lắm. Mẹ ơi nhớ mẹ, con khóc nhiều lắm. Nhưng con không mới nói cho ba biết, vì con sợ ba buồn. Ngày nào con cũng thấy ba đứng trước hàng của mẹ, nhìn mẹ lâu lắm. Chắc ba giống con, nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con sắp quên giọng nói của mẹ rồi. Con xin mẹ cho con gặp mẹ, gặp trong mơ được không? Để con thấy mặt của mẹ, nghe giọng nói của mẹ, được không mẹ? Con nghe người ta nói, như âm hình của mẹ ngủ, thì con sẽ thấy mẹ. Nhưng mà mẹ ơi, sao con là hoài mà con không thấy mẹ? Mẹ đâu rồi? Đọc xong bức thơ, anh quả khóc. Anh không biết mình phải làm gì. Làm gì mới có thể lấp được khoảng trống mà người vợ, người mẹ đã ra đi, để lại cho anh và con. Những cái lá thơ đó thật là xúc động. Khi đọc tới những cái bức thơ thì Hồng Loan không kềm nén được. Tại vì cứ nghĩ là nếu mà cái hoàn cảnh nó đến với mình thì nó không biết sẽ ra sao. Đọc qua cái câu chuyện này thì Hồng Loan nghĩ là chúng ta là cha mẹ, khi mà chúng ta đã đưa con của mình đến với thế giới này thì nghĩa là chúng ta đã phải gánh trên vai cái trách nhiệm vô cùng to lớn. Cái điều quan trọng nhất chúng ta cần nên làm là phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình thật tốt. Nếu mà mình có sức khỏe thì mình mới có đủ thời gian để mà chăm sóc, yêu thương, lo lắng cho con mình hết lòng. Đôi khi chúng ta vì chạy theo công việc, chạy theo đồng tiền, làm việc quá sức thì sức khỏe của mình không có còn nữa. Cho đến khi mà nhìn lại, mình cần có sức khỏe, mình muốn ở gần con, thì lúc đó mình không thể làm được nữa. Và Hồng Loan cũng nghĩ rằng mình đừng vì quá kiếm nhiều tiền mà bỏ bê con cái của mình. Bởi vì con của mình nó cần nhất là có cha, có mẹ ở cạnh bên để mà chăm sóc lo lắng cho nó. Và nếu như mà đã mất đi một người rồi thì người ở lại đau khổ là một chuyện, mà cái chuyện một mình phải chăm sóc lo lắng cho con, để mà cố gắng để mà bù đắp được cho con, nhưng mà cũng không thể nào mà có thể bù đắp hết được. Là bởi vì lúc nào cũng vậy, phải có cha có mẹ thì đứa con mới là một đứa nhỏ, nó có trọn vẹn cái hạnh phúc. Đây là suy nghĩ của Hồng Loan. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống của mình nó có những điều mà mình cũng không thể nào mà mình muốn mà được. Có những điều nó xảy ra thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Một chút chia sẻ về cuộc sống của người cha đơn thân gạt trống nuôi con. Hồng Loan rất là trân trọng và phải nói là phải rất thần tượng những người đàn ông mà có thể mà gà trống nuôi con, mà chăm sóc lo lắng cho con mình để cho con lớn lên. Có những người cha lo cho con đến khi học đại học, tốt nghiệp đại học,
người cha vẫn chăm sóc, vẫn lo lắng cho con, giống như là một người mẹ vậy đó thưa quý vị. Hôm nay là ngày Father Day thì xin kính gửi đến những người cha một lời chúc nhiều sức khỏe, một lời chúc trân trọng nhất. Gia đình luôn vui vẻ, con cái luôn vui vẻ, gia đình hạnh phúc và con lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo với lại cha mẹ của mình. Cảm ơn quý vị đã cùng Hồng Loan chia sẻ câu chuyện của người cha gà trống nuôi con vừa rồi. Và quý vị ơi, quý vị nhớ nha, phải đăng ký subscribe cho cái kênh của Hồng Loan Channel. Để mà Hồng Loan có nhiều động lực hơn để làm thêm nhiều chương trình hay hơn nữa. Và nhớ là subscribe xong nè, phải like cái video này thì Hồng Loan biết là quý vị thích. Thì Hồng Loan sẽ cố gắng làm thêm nhiều cái video nó hay hơn. Subscribe nè, like nè, và sau đó là phải nhấn cái chuông ở đây. Cái chuông này là nó sẽ báo cho quý vị biết những cái chương trình mới mà Hồng Loan up lên để mà đưa đến cho quý vị. Chương trình của Hồng Loan thì sẽ phát vào mỗi tối thứ năm hàng tuần 8 giờ giờ Cali và giờ Việt Nam bây giờ là 10 giờ sáng ngày thứ sáu. Nhưng mà ngoài đó ra thì những cái ngày lễ hay những cái ngày gì đặc biệt thì Hồng Loan cũng sẽ gửi đến quý vị thêm những cái chương trình đặc biệt khác nữa. Thì quý vị hãy subscribe và nhấn cái chuông để mà biết khi nào Hồng Loan post cái chương trình mới lên. Tất cả mọi ý kiến đóng góp cũng như những mẫu chuyện mà quý vị muốn đưa đến Hồng Loan, hay là những tâm sự mà quý vị muốn tâm sự cho Hồng Loan, hoặc quý vị muốn chia sẻ để cho tất cả mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến hay là rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình, thì quý vị hãy email với Hồng Loan qua địa chỉ email ở dưới đây. Địa chỉ email ở đây nha quý vị, nhớ ghi xuống nha quý vị. Ghi địa chỉ email này để cần gì thì cứ liên lạc với Hồng Loan, chắc chắn là Hồng Loan sẽ trả lời quý vị. Rất cảm ơn quý vị từ nãy giờ đã ngồi lắng nghe và xem chương trình của Hồng Loan. Hồng Loan hy vọng rằng trong những kỳ tới nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau hàng tuần và hơn thế nữa. Chào tạm biệt quý vị. Mẹ ơi, ngày nào con cũng thấy ba đứng trước hình mẹ ngắm mẹ rất lâu. Con nghĩ ba cũng như con, rất nhớ mẹ. Mẹ ơi, à chung, con không nhớ mẹ hả? Mẹ đi xa con không nhớ mẹ. Con nhớ mẹ. Thì con làm giống vậy đó. Rồi làm lại nè. Con nhìn lên mẹ. Đó nè. I would rather say I would text you or call you and say.